nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm. Việc ban hành và thực hiện chính sách chế độ mới làm tăng chi ngân sách phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của từng cấp. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước cấp trên ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ chi thuộc chức năng của mình thì phải chuyển kinh phí từ ngân sách cấp trên cho cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ đó, trừ trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định. 2.2 Các giải pháp xử lý bộ chi ngân sách. Muốn bù đắp khoản bộ chi ngân sách, nhà nước có thể lựa chọn các giải pháp như tăng thuế, giảm chi ngân sách nhà nước, phát hành tiền giấy hoặc vay nợ, trong đó vay nợ là một giải pháp cần thiết để giải quyết vấn đề bộ chi ngân sách và thúc đẩy kinh tế phát triển, là biện pháp được hầu hết các nước trên thế giới sử dụng. 3. Quản lý vay nợ của nhà nước. 3.1 Các hình thức vay nợ của nhà nước. Huy động vốn bằng vay nợ của chính phủ bao gồm vay trong nước và vay nước ngoài. A. Vay nợ trong nước. Vay nợ trong nước được thực hiện bằng cách phát hành trái phiếu chính phủ. Ở Việt Nam, chính phủ ủy nhiệm cho kho bạc nhà nước phát hành trái phiếu chính phủ dưới 3 hình thức. Tín phiếu kho bạc là trái phiếu chính phủ ngắn hạn dưới 1 năm nhằm giải quyết mất cân đối tạm thời của ngân sách nhà nước trong năm tài chính. Trái phiếu kho bạc là trái phiếu chính phủ chung và dài hạn trên 1 năm, được phát hành để huy động vốn nhằm giải quyết bộ chi ngân sách đã được Quốc hội phê chuẩn. Trái phiếu đầu tư là trái phiếu chính phủ chung và dài hạn trên 1 năm để huy động vốn cho các công trình cụ thể và cho quỹ hỗ trợ phát triển. B. Vay nợ nước ngoài. Vay nợ nước ngoài được thực hiện dưới 3 hình thức: hiệp ước hoặc hiệp định vay viện trợ có hoàn lại giữa hai chính phủ, hiệp định vay giữa chính phủ với các tổ chức tài chính tiền tệ thế giới, phát hành trái phiếu chính phủ ra nước ngoài để vay nợ từ thị trường vốn quốc tế. Nếu xét theo thời hạn vay có thể chia thành 3 loại: vay ngắn hạn, vay trung hạn, vay dài hạn. Các hình thức vay trên đây được sử dụng đồng thời, bổ sung cho nhau bởi vì mỗi hình thức có thể giải quyết được nhu cầu vay vốn khác nhau. Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, thì một khoản vay quan trọng từ bên ngoài là nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA. ODA là hình thức hợp tác phát triển giữa chính phủ Việt Nam với chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế liên chính phủ và các tổ chức phi chính phủ. Đây là khoản cho vay ưu đãi với phần viện trợ không hoàn lại chiếm ít nhất là 25% giá trị của khoản vốn vay. 3.2 Quản lý nợ nhà nước. Mục tiêu của quản lý nợ chính phủ là bảo đảm nhu cầu tài chính của chính phủ và thực hiện trách nhiệm trả nợ của chính phủ với chi phí và rủi ro thấp nhất. Trong quản lý nợ của nhà nước cần tập trung xử lý các vấn đề sau. Thứ nhất, bảo đảm lợi ích người cho vay. Đối với người cho vay trong nước, khi huy động vay nợ của nhân dân phải bảo đảm môi trường tài chính vĩ mô ổn định. Trong điều kiện tiền mất giá, nhà nước vẫn phải bảo đảm lãi suất được